Nghệ Đông mến chào quý vị và các bạn. Trong video này, Nghệ Đông sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái mô hình chăn nuôi vịt nhốt chuồng khá là hiệu quả ở miền Tây. Đối với mô hình nuôi vịt nhốt chuồng có số lượng vịt nuôi khoảng từ 15 cho tới 20 con là một cái mô hình được nhiều hộ gia đình áp dụng. Với cái nguồn thức ăn do hộ gia đình tự chế biến để cho vịt ăn, giúp tiết kiệm cái chi phí đầu tư cho đàn vịt nuôi. Bên cạnh đó thì nuôi vịt với số lượng ít, chỉ từ khoảng 15 cho tới 20 con, thì các hộ gia đình cũng sẽ không lo về vốn đầu tư và sợ thua lỗ khi mà mắc một số rủi ro hay là gặp đầu ra khó khăn. Đây là một cái chuồng nuôi vịt được dựng lên bằng những cái nhánh tre, tận dụng những cái nhánh tre lớn và nhỏ để ghép lại với nhau thành một cái chuồng nuôi. Với những cái vật dụng đơn giản vậy thì quý vị và các bạn sẽ tiết kiệm hơn khi mà đầu tư với cái mô hình nuôi vịt nhốt chuồng như thế này. Chuồng nuôi vịt được dựng trên một phần của bờ ao và phần còn lại là sàn nước để cho vịt xuống tắm và uống nước. Hiện nay thì trên thị trường có khá là nhiều cái giống vịt mới nuôi rất là nhanh lớn và có số đầu ký trên mỗi một con đạt khá cao, như là vịt siêu thịt, vịt siêu ngỗng. Nên các mô hình nuôi vịt nhốt chuồng như thế này khá là hấp dẫn đối với những người dân ở nông thôn. Nuôi vịt nhốt chuồng ở trên cạn thường giúp cái người dân giảm thiểu được cái chi phí cho đàn vịt, bởi cái nguồn thức ăn được người dân chủ động chế biến, và bên cạnh đó cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng của trứng và thịt của đàn vịt. Quý vị và các bạn nên làm chuồng nuôi nhốt vịt trên cái ao hoặc là nhốt vịt trong ruộng lúa ở khu vực cố định là tốt nhất. Ở đây là cái máng cho vịt ăn, được tận dụng bằng một cái chiếc vỏ xe cắt ra và một cái phần tấm tôn để chụp lại cái phần mâm của bánh xe để tạo thành một cái máng ăn cho vịt. Cái ý tưởng này cũng khá là hay, giúp người dân nuôi vịt không phải mua cái máng để cho vịt ăn, mà cái này nó cũng sử dụng được bền lâu nữa. Còn phần mái che trại cho vịt thì cũng được tận dụng bằng những cái tấm tôn cũ thôi, hạn chế tối đa được cái chi phí đầu tư đầu vào cho chuồng vịt. Nhưng là một cái chuồng vịt đơn giản và tương đối hiệu quả. Mong đây sẽ là những cái thông tin bổ ích đến quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ kênh Nghề Nông nhé.